Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Hôm nay mình làm video hành trình đi săn. Hành trình đi săn của mình là lá các bạn, lá tàu, loa và đồ ngụy trang. Rồi sau đây là cái hành trình đi săn của mình nhé các bạn. Rớt một con. Rớt một con. Quá đẹp. Ngáp. Một em phướn. Chạy đi đâu? Một em phướn. Được một em vẹt các bạn ơi. Có ai thấy con vẹt này chưa? Con vẹt mini. Con vẹt siêu. Vẹt mini. Rất là đẹp. Ngay đầu. Con này thì ngay đầu rồi. Chắc chắn. Chắc chắn là ngay đầu. Rớt xuống. Đây. Đây sao mà thấy. Ngay cổ này. Gần ngay đầu. Kiếm này là hạ được một em cu rúc này. Một em vẹt, một em chầu màu. Có một con vẹt mini vừa bắn bị thương, nó đang ngồi này. Rớt luôn đi. Rồi rớt à. Vậy mới chỉ rớt. Thêm một em vẹt mini.
hai con mà không kịp quay. Một con này. Hai con. Rớt chứ. Chàm. Cho mày chắc ăn. Chắc ăn đi. Con này lúc đầu nó gãy cánh. Bay lại đây nó đậu. Một em con bắt vịt. Là hôm nay về được từng này.